Mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 21 tháng 4 trên kênh Bão Tin Tức. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mỹ mở đường viện trợ khủng cho Ukraine, Nga cảnh báo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gặp thủ lĩnh Hamas kêu gọi ngừng bắn. Trung Quốc phô diễn sức mạnh hải quân ở Biển Đông nhưng không có cửa với Việt Nam. 23 vận động viên bơi lội của Trung Quốc dương tính với chất cấm. Mỹ mở đường viện trợ khủng cho Ukraine, tịch thu tài sản Nga, Mokov cảnh báo. Người phát ngôn Điện Kremlin ngày 20 tháng 4 cảnh báo gọi viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ chỉ khiến xung đột thêm kéo dài. Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ sau nhiều tháng trì hoãn do sự phản đối của các thành viên Đảng Cộng hòa. Gói viện trợ bao gồm 60,84 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel, 8,12 tỷ đô la Mỹ cho khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và 9,1 tỷ đô la Mỹ cho các nhu cầu nhân đạo. Theo thủ tục, gói này sẽ được chuyển đến Thượng viện Mỹ để xem xét thông qua, sau đó chuyển tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Tổng thống Biden hoan nghênh Hạ viện thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel. Ông Biden nói rằng gói viện trợ nước ngoài này phát đi thông điệp rõ ràng về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Cũng trong cuộc họp ngày 20 tháng 4, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho một quỹ đặc biệt dành cho Kiev. Theo thống kê, hiện có khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị phương Tây phong tỏa. Hầu hết bị phong tỏa tại Đức, Pháp và Bỉ, chỉ có hơn 6 tỷ đô la Mỹ trong các ngân hàng của Mỹ. Trước việc Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, hãng thông tấn dẫn lời của ông Peskov cho biết, quyết định cung cấp viện trợ cho Ukraine là điều đã được dự đoán trước, quyết định này sẽ làm Mỹ giàu thêm và hủy hoại Ukraine hơn nữa. Theo ông Peskov, Mokov không đặt ra giới hạn thời gian cho việc đáp trả các hành động của Washington. Ông nói thêm rằng Nga sẽ điều chỉnh phản ứng của mình để phục vụ lợi ích quốc gia theo cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, ông Peskov không nói rõ các biện pháp mà Mokov có thể dùng để đáp trả. Về động thái tịch thu các tài sản đóng băng của Nga và chuyển cho Ukraine để hỗ trợ tái thiết đất nước, ông Peskov cho rằng việc này sẽ làm hoen ố hình ảnh của Mỹ. Ông Peskov tin rằng động thái như vậy sẽ khiến nhiều nhà đầu tư rút tiền khỏi Mỹ. Ông Peskov cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ phải trả giá nếu tịch thu tài sản của Nga. Trước đây, ông Peskov từng tuyên bố động thái tịch thu tài sản của Nga sẽ bị coi là trộm cắp, vi phạm luật pháp quốc tế và suy yếu nguồn tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và kinh tế thế giới. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo gói viện trợ mới của Mỹ sẽ làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảm ơn Hạ viện Mỹ vì đã thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Ông Zelensky nói rằng sự hỗ trợ này sẽ cứu được nhiều sinh mạng và đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột đối với Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gặp thủ lĩnh Hamas kêu gọi ngừng bắn. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã gặp Ahmet Hanize, thủ lĩnh của nhóm Hồi giáo Palestine Hamas tại Istanbul vào thứ Bảy ngày 20 tháng 4. Phái đoàn Hamas bao gồm Khaled Masan, một quan chức cấp cao của Hamas, trong khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hanka Fidan và Giám đốc Tình báo Ibrahim Katlin cũng tham dự cuộc họp. Đài truyền hình NTV đưa tin các nỗ lực ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza cũng như các nỗ lực viện trợ nhân đạo đã được thảo luận. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, đã lên án cuộc tấn công của Israel ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Erdogan đã gọi Hamas là một phong trào giải phóng, trong khi chỉ trích phương Tây vì điều mà ông gọi là sự ủng hộ vô điều kiện của họ đối với Israel. Ankara đã áp đặt các hạn chế thương mại đối với Israel. Israel tung video đột kích Palestine. Quân đội Israel hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 4 đã công bố một đoạn video cho thấy hoạt động của họ trong một cuộc đột kích đang diễn ra tại thành phố Tecam ở bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó lực lượng của họ đấu súng với các chiến binh Palestine ở trại tị nạn Nusam. Theo Bộ Y tế Palestine, cuộc đột kích diễn ra vào ngày thứ Hai cho đến nay đã khiến ít nhất 2 người bị thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết ít nhất 10 chiến binh đã thiệt mạng và 8 nghi phạm bị truy nã, bị bắt giữ, trong khi 8 binh sĩ và một sĩ quan cảnh sát biên giới bị thương trong các cuộc đọ súng. Nhóm lữ đoàn Tecam bao gồm các chiến binh từ nhiều phe phái Palestine cho biết các chiến binh của họ vẫn đấu súng với lực lượng Israel vào thứ Bảy. Ít nhất 3 máy bay không người lái được nhìn thấy bay lượn phía trên Nusam, nơi các phương tiện quân sự của Israel tập trung đông đúc và người ta nghe thấy nhiều tiếng nổ súng.
Bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng trước khi cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Nó còn gia tăng hơn nữa với các cuộc đột kích thường xuyên của Israel, các cuộc tấn công trên đường phố của người Palestine và các cuộc bạo loạn của những người định cư Do Thái tại các ngôi làng của người Palestine. Bờ Tây và Gaza nằm trong số những vùng lãnh thổ mà người Palestine mong muốn thành lập một nhà nước độc lập. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã thất bại cách đây một thập kỷ. Hải quân Trung Quốc đã cho phép công chúng lên tham quan 4 tàu chiến vào thứ Bảy ngày 20 tháng 4 trước cuộc họp ở Thanh Đảo nhằm mục đích thể hiện dã tâm, chủ nghĩa đa phương và quản trị biển bình đẳng. Trong số các tàu mà người dân được phép tiếp cận có tàu cứu hộ tàu ngầm, tàu tiếp tế tổng hợp và 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường. Nước này sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 19 tại Thanh Đảo vào hôm thứ Hai ngày 22 tháng 4 tới đây, khi Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân kỷ niệm 75 năm thành lập vào ngày 23 tháng 4 của nước này. Cuộc họp 2 năm một lần của các quan chức hải quân hàng đầu nước ngoài là một màn trình diễn ngoại giao quân sự sẽ được theo dõi chặt chẽ về bất kỳ sự can dự nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông. Trong một cuộc họp báo, Cao Quê Đông, cựu tùy viên Hải quân Đại sứ quán Trung Quốc ở Anh cho biết, việc mở rộng quy mô và diện tích diễn tập quân sự do Mỹ và Philippines tổ chức đã gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng, khiến Trung Quốc phải cảnh giác và phản đối. Vì tư tưởng bành trướng của Trung Quốc mà chính nước này đã khiến cho mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh trở nên xấu đi trong năm qua do xung đột hàng hải tại các đảo san hô và bãi cạn, tranh chấp ở Biển Đông. Cũng như những trao đổi căng thẳng giữa các quan chức của cả hai nước, vậy nhưng nước này vẫn giữ giọng điệu là mình đang tìm cách xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Tư lệnh Quy Tao, Phó Giám đốc Bộ Tham mưu Hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã xào biện rằng Hải quân Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với hải quân các nước khác để tiếp tục tuân thủ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ sự công bằng và chính nghĩa, đề phòng lẫn nhau, hợp tác với nhau, xây dựng an ninh và chia sẻ vận mệnh chung, cùng nhau thúc đẩy đại dương toàn cầu và quản trị khu vực. Thực tế cho thấy suốt thời gian qua, Trung Quốc đã lớn tiếng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi vận chuyển hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ hàng năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong quan hệ của nước này với các nước liên quan như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei, theo nhận định của Reuters. Điều này khiến các nước trong số đó có Việt Nam của chúng ta phản đối kịch liệt. Vâng, xin được khẳng định rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, anh Tập không có cửa nhé. Từ năm 2014, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay cho biết yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ điều này. Cơ quan chống doping thế giới đã xác nhận báo cáo hôm thứ Bảy rằng có 23 vận động viên bơi lội người Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm trước Thế vận hội Tokyo 2020, nhưng cơ quan này chấp nhận kết luận của nước này rằng điều này là do ô nhiễm. Nhiều báo cáo phương tiện truyền thông cho biết các vận động viên bơi lội đã có kết quả xét nghiệm dương tính với trimetazidin được tìm thấy trong thuốc điều trị bệnh tim vài tháng trước khi Thế vận hội bị trì hoãn do Covid bắt đầu ở thủ đô Nhật Bản vào tháng 7 năm 2021. Canada, cơ quan chống doping tiết giảm nhẹ, vận động viên không kiểm tra doping thường bị cấm thi đấu từ 2 đến 4 năm nếu vi phạm lần đầu và chung thân vào lần thứ hai. World Athletics, cơ quan toàn cầu của môn thể thao này trước đây gọi là FINA, cho biết họ đã tin tưởng các kết quả xét nghiệm dương tính đã được xử lý một cách siêng năng và chuyên nghiệp. Tin tức về AAF có thể khiến Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ hơn trước. Thế vận hội Paris năm nay, nơi quốc gia châu Á này dự kiến sẽ tranh huy chương cùng với các cường quốc như Hoa Kỳ và Úc. Một trong những trường hợp nổi bật nhất liên quan đến TMJ là vận động viên giành huy chương vàng Olympic Sun Yang của Trung Quốc, người đã bị đình chỉ thi đấu 3 tháng vào năm 2014 sau khi xét nghiệm dương tính với ma túy. Sun cho biết anh đã được kê đơn thuốc để điều trị chứng đau ngực. Anh này hiện đang chấp hành lệnh cấm doping riêng. Trước Thế vận hội Bắc Kinh 2008, một số vận động viên bơi lội người Trung Quốc đã dính líu đến các vụ án doping. Vào năm 1994, 7 vận động viên bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với dihydrotestosterone tại Đại hội Thể thao Châu Á Hiroshima. 4 năm sau, 4 vận động viên bơi lội Trung Quốc đã thất bại trong cuộc kiểm tra thuốc lợi tiểu Chiatebrens sau khi thi đấu trước giải vô địch thế giới ở Pest, và Yuan Yuan đã bị loại khỏi Pest ngay sau khi bị bắt với 13 lọ hormone tăng trưởng cơ bắp tại sân bay Sydney. Cô bị cấm thi đấu 4 năm và huấn luyện viên của cô bị cấm thi đấu 15 năm. Vào năm 2003, Lý Ninh cũng đã bị treo gió 2 năm và huấn luyện viên của cô bị cấm thi đấu suốt đời sau khi xét nghiệm dương tính với steroid testosterone bị cấm. 5 năm sau, vận động viên bơi ngửa Oh Wang Kun Peng và huấn luyện viên của anh cũng bị cấm thi đấu suốt đời sau khi xét nghiệm dương tính với chất bất hợp pháp. Cô bé 11 tuổi ở giải Gaza làm vlog đạt 3 triệu lượt xem một ngày. Rinat Atala,
11 tuổi, ở dải Gaza, bị chiến tranh tàn phá, cô đã đăng vlog về ẩm thực và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội. Mặc dù Israel đã phá hủy hầu hết các cơ sở hạ tầng ở Gaza, bao gồm bệnh viện, trường học, đường dây điện, nguồn cung cấp nước và thông tin liên lạc, kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, dịch vụ Internet gần đây đã được nối lại ở một số khu vực. Người Palestine đang tận dụng khả năng sẵn có của Internet để chia sẻ những gì đang xảy ra trong khu vực. Các vlogger cũng đưa tin về các chủ đề tin tức đến từ cuộc sống hàng ngày. Tại trung tâm thành phố Deir al-Balad, nơi có nhiều trại dành cho người Palestine di tản, Renat đã tận dụng không gian thoáng đãng trên mái nhà của mình để làm video về đồ ăn và cách nấu chúng. Mặc dù máy bay không người lái của Israel bay vòng quanh thành phố cả ngày, nhưng cô vẫn cố gắng quay video mới nhất một lần một tuần. Hành trình truyền thông bắt đầu khi Renat nhận được một gói viện trợ lương thực và quay video mở hộp kiểm tra bên trong. Cô bé đã đăng video lên Instagram và nó đã đạt 3 triệu lượt xem sau chưa đầy một ngày. Ý tưởng làm ẩm thực từ viện trợ ẩm thực, đóng hộp xuất phát từ những gì có sẵn trên thị trường. Chị của cháu, một chuyên gia dinh dưỡng đã giúp cháu và cháu cùng với chị ấy sản xuất các loại thực phẩm, giúp cháu sản xuất video 2 lần một tuần. Điều này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Về điện và Internet, rất khó để có được chúng trong những hoàn cảnh này. Số lượng người theo dõi Renat đã tăng lên khi cô chia sẻ kỹ năng nấu ăn của mình. Rohan Atala, chị gái của Renat, là dược sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, giúp cung cấp những thông tin quan trọng. Trong suốt 6 tháng, chúng tôi đã tiếp xúc với chất bảo quản có trong thực phẩm đóng hộp và cùng loại thực phẩm. Vì vậy, các triệu chứng của các bệnh liên quan đến chúng bắt đầu xuất hiện, đặc biệt đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Thật không may, hiện chưa có phương pháp nào điều trị cho căn bệnh này. Nó ở khu vực của chúng tôi vào thời điểm hiện tại, và điều này dẫn đến những biến chứng khiến mức tử vong với một số bệnh nhân vì điều đó. كتير سهل ولكن عنا للأسف الناس وصلت إنها تموت بسببه.